nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm cho khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình du lịch mua sắm thành phố Hồ Chí Minh 2014 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 12 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 2014 với các hoạt động kích cầu phong phú. Sáng ngày 4 tháng 12, lễ phát động chương trình cũng đã chính thức diễn ra tại công viên 23 tháng 9. Chương trình du lịch mua sắm thành phố Hồ Chí Minh 2014 do Sở Du lịch phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút sự tham gia hưởng ứng của 41 doanh nghiệp lữ hành, 20 khách sạn, 7 trung tâm thương mại và hơn 500 doanh nghiệp đăng ký với các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu thị trường du lịch mua sắm cuối năm. Các hình thức khuyến mãi của doanh nghiệp bao gồm giảm giá từ 10 đến 15%, quà tặng khuyến mại hoặc tặng phẩm, rút thăm trúng thưởng v.v. Một số tuyến mà chúng tôi sẽ đưa ra trong tháng này để mà hưởng ứng chương trình là bao gồm có Campuchia, chương trình đi Thái Lan, đi Singapore và xa hơn là một số chương trình đi Hàn Quốc và đi Mỹ và cả đi châu Âu. Thì những chương trình này thì có cái giá mức giá giảm so với bình thường từ 25 đến 30%. Việc tung ra các chương trình khuyến mãi trong các lĩnh vực đa dạng như sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng gia dụng v.v. hứa hẹn sẽ làm tăng khả năng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan thành phố, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế thương hiệu du lịch của thành phố Hồ Chí Minh sôi động hiện đại.